Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn Đồng Nai và cùng hơn 350 cháu thiếu nhi là con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi họp mặt, các cháu thiếu nhi được xem các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian như xiếc ảo thuật đến từ các bạn nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực cho các cháu.